xì bà. Ai không không có mic thì nhường cho các bạn khác nha. Lại đi. Bịt nhường gì bịt. Em nhường nhá. Anh có nhường không? Ok. Chúng ta cùng nhau thôi. Chúng ta cùng nhau thôi. Bye bye. Bye bye thôi. Bye mọi người. Bye bye Việt nhá. Bye bye mọi người. Em out đây. Em bị đuổi. Mai gặp em sau. Làm đau như cát nước mắt đầm đìa. Đã làm cho con tim em đá. Có là Odin đây. Đây rồi, người báo thủ. Có Odin ơi, anh xin em. Anh xin em được chém anh đầu tiên. Anh xin em đấy. Đây rồi, người báo thủ men. Zico. Tôi nghe. Bạn chọn đồng sai rồi. Trận này tôi giết hết. Cái làng này. Vậy là thỏ à? Cái làng mập này. Thám tử à, ông tôi mới là thám tử. Ông đừng spam nút khác, không phải nút survey đúng không? Đấy. Mày đéo ai rồi? Mày ơi, xin mày đấy, mày ơi, xin mày đấy. Mày là vịt em đấy. Đi đâu? Cháu là vịt. Ê, mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? À đây này. Ôi, đây rồi. Cậu là gì mà bảo vệ? Tú né anh ra nhá, Tú đứng gần anh. Đi. Thì em bảo vệ anh trai mà, trời ơi. Ờ. Ờ cái gì? À mọi người chiến ra chứ nào. Ờ. Ê thằng Tú không biết gì Tú ơi. Tú. Người Canada chết chưa Tú? Ờ cái gì? Lại người Canada anh bị ảo à. Người Canada chết là nó tự vọt này. Anh đã hơi nhiều. Người nổi tiếng anh tài ơi, người nổi tiếng. Trời ơi. Ủa sao mày giết tao rồi mẹ, cái ông kia này còn nói lộ ra mày không nhìn thấy người ấy đúng không? Mày nuốt anh đi, nói thật. Ôi. Em ơi, là gì đó. Tốt cái gì? Tôi biết người nổi tiếng chết góc bên phải bên trái. Đúng luôn. Trời ơi, chết nó báo góc bên phải, góc bên trái cái gì? Bên trái thằng nồi ạ. À. Mày đừng có đi đâu. Bên phải, trái cái đầu anh. Tuấn ơi giết thằng Sunboy Tuấn. Đây giết đây. Giết đi thôi. Giết được tôi giết không? Trời ơi. Ê, nãy giờ có ai chết không nhỉ? Biên bỏ kê anh ta. Thôi, mày bỏ kê, mày lừa lắm. Bình thường nhau thế. Mọi người ơi, mọi người. Cái xác của Tú nè, cháu vừa khám xác xong. Tú nè là con đà đà. Kim la đà đà. Đà đà xong đấu rồi. Đà đà xong đấu rồi. Tú nè xong đấu. Tú nè với Jisoo à? Tú nè là con vịt nó khám xong là không đủ là nó đã là đúng rồi đấy. Ủa nhưng mà hình như quán sắp xong là vịt như cháu chết rồi đấy. Thế á? Không. Quán sát này. Echo này, Echo chùi cái đèn xong đóng cửa ra. Kìa, Tú mau luôn ạ, mãi cái gì. Con vịt bắn đi vịt. Không phải, mạng nó yếu ấy. Mạng nó, mạng nó. Vịt. Vịt không bắn vịt, chứng tỏ vịt là vịt. Việt Nam bắt còn một slot anh em ơi. Đâu? Anh em lên. Em bảo em là pháp y rồi, vịt là vịt cái gì? Thế sao em không bị bắn? Ờ. Đúng. Tại em biết chắc chắn đấy. Hoặc là mấy con vịt này không? Tại vì anh hiểu cách chờ em không? Em hay đổi luôn cho người khác. Mấy con vịt đa nghi. Hiểu không? Vịt con vịt Echo. Nãy vừa bảo, đòi làm vịt chém anh ta. Không, tôi là người yêu thằng anh. Con vịt Odin, ván này Odin nói ít này, chứng tỏ nó là vịt này. Nếu mà làm vịt ăn thì anh Tài đâu rồi? Vì anh Tài vừa đuổi đi xong mà hiểu không? Crush kiểu gì mà đuổi người đi như thế? Buồn, ăn crush. Mình kệ mày. Ok rồi. Kệ okay. Mày chó. Ok. Không quan tâm. Anh Tài. Một chàng luôn ạ, thế. Trời ơi, nửa đen rồi. Nè, đéo được báo thù tí nào cả, thế. Tôi muốn được báo thù con ơi. Chấm thôi nha. Anh gì cây à? Ừ. Anh là gì đấy? Sao em hỏi gì? Em tò mò anh.
bởi vì mình đang mặc outfit rất giống nhau, thế em đang nghi ngờ không biết anh có phải anh em song sinh của em không. Anh nói ai mày bắn anh à? Không, em không có khẩu sniper. Anh tải nó là bộ kill đấy. Nó bộ kill chi rồi. Anh tải đấy. Hả? Bộ kill đấy. Chạy luôn ở đây có đó bộ kill đấy. Mày điên à, chạy xuống đấy nó vứt xác vào lò than luôn à. Bom bom bom. Bom này. Anh cứ đứng nhá. Chính là. Ê. Cái gì đây? Có ai vừa đăng hình ý? Màu xanh. Papi xuống đây, Papi. Màu xanh ở đâu? Papi xuống đây. Ủa sao để bắn được? Sunboy gì? Ủa. Thôi tôi bắn linh tinh nhá các bạn nhá, đừng xin lỗi các bạn nhá, tôi phải phục quay. Anh single nhá, anh single, anh là sao đừng chém linh tinh nhá. Trời ơi, cái xác đấy Sunboy là một con vịt đấy mọi người ơi. Đúng rồi, anh thấy Sunboy tàng hình mà. Anh thấy Sunboy tàng hình mà. Sao anh chém đồng đội luôn của Sunboy là body luôn rồi, cho hai ông. Có chém đâu được hay sao vậy đứa. Ê, hình như không ai biết tôi chém người luôn hay sao ấy. Khoan từ từ thế ai chém Sunboy? Không biết luôn. Đi xuống dưới. Anh Tài chém. Không phải. Anh Tài. Không phải. Anh Tài chém, anh Tài chém hả? Bị thay chân đây, Sunboy là bị thương. Anh là cảnh sát trưởng dân phòng ấy, để em cứ đường em. Anh dân phòng. Nhưng mà Sunboy không phải tàng hình đâu. Anh dân phòng. Không phải tàng hình, không có con tàng hình. Nhưng mà Sunboy là vị gì? Tàng hình xác. Ê nhưng mà quả đấy rõ ràng là thấy một ông tự nhiên tàng hình rồi. Ừ. Dạ, thế một ông Sunboy, cũng là Hin. La Hin thì phải, màu La Hin. Màu La Hin. Điên à. Màu La Hin giống. Điên à. Ừ, không. La Hin đâu, nhìn rõ Sunboy mà. Không, màu xanh đậm cơ, xanh giống single ấy. Ok à. Single màu đen mà. Single màu đen. Không, single màu xanh. Ý là cái màu áo ấy hiểu không? Cái màu xanh kiểu giống màu áo ấy. Mình còn đứng đấy mình nói chuyện với mọi người như thế mà mình đang hình được. Xin đồ ám sát rồi. Sao không ai bắn anh nhỉ? Sao không ai bắn em nhỉ? Không, chứ chắc chắn đây. Hay còn ám sát bắn luôn là bắn rồi. Hay là mày là con ám sát? Không, là con ám sát. Ôi, không biết ông Moody kia là ai nhỉ? Thế tôi xin lỗi nhá, nếu mà ông là vịt nhá. À, nếu ông là người. Tóm lại, tôi phải giết người qua, tôi phải giết đúng con vịt. Gì vào đi. Em bảo. Nói đi. Em cái sát đấy em là cảnh sát trưởng. Ok. Đấy, anh là gì? Anh là gì? Anh là dân phòng. Ok. Dân phòng á? Ừ. Thật không đấy? Thật. Đấy, em đã tin rồi. Ê Tuấn ơi. Đấy. Ơi. Em chết thì là thằng đấy chém nhá. Thằng nào? À hiểu. Ừ. Sao mày nói to thế? Mày nói to mày lộ hết mẹ rồi. Em đi lẻ đi nhá. Ừ. Nhưng mà mày đi sau lưng anh ấy để anh còn báo thù. Tuấn ơi. Chạy đi. I follow you. Ông đi vừa giết người về này. Anh chạy đây bye bye. Tuấn ơi vui vẻ nhá. Ô đi với Tuấn đi Tuấn. Tôi thấy xác ở chỗ cái tượng ở chỗ phòng thí nghiệm nhá. Lúc đấy ấy, là ba bọn mình đứng bố vợ đứng đấy không, nhưng mà tôi đi xuống một tí là ông già đứng ngay cái góc ở không phải ông già bỏ ông già luôn rồi bây giờ dí người cổ đỡ Tuấn với Winnie thôi ba người đó. Ơ kìa em đang ở trong phòng họp. Ơ kìa La Hin, tôi bảo chứ nào tôi cho ông dây La Hin em bị đóng cửa trong phòng họp. À đúng rồi nhầm thế ông Tuấn với người cổ đỡ thôi, hai người không phải Tuấn. Tuấn đứng với anh mà Tuấn không giết đâu, có ông Odin đi một lúc xong Odin quay lại thôi. Tại vì cái xác đầu tiên ấy cũng liên quan ông già mà ông già đi dưới cái xác lên mà. Ừ, nghi về ông già nhá. Không phải ông già, bỏ qua ông già đi, không phải ông già, tôi tin tôi đi, bây giờ còn cô đi với người đó này. Không phải em, đôn của em đã lộ rồi.
để lát nói cho. Ông già thế nhở? Lại đang nội ra nói chơi thôi. Không hình khéo người của đứa thật á. Không phải em. Đây là có chức năng không? Ông già không biết từ cái chỗ đó đâu. Đi rồi nha. Bây giờ không nói bây giờ. Chúng ta chém người đúng không? Giống tôi chém mẹ Buddy là cảnh sát trưởng đấy. Khi là thằng ám sát không không chết rồi sao? Đúng rồi, như hình như anh giết chúng ám sát rồi. Không đùa được đâu, không đùa với tâm linh đâu. Thế bây giờ Odin lên. Trời ơi, em đã bảo với anh rồi mà. Thế người của đỡ là gì? Em nói cho hai người rồi, em nói cho anh đi chơi với chị Vịt rồi. Anh đi chơi với chị Vịt. Không, mày lừa. Vẫn bảo ông đấy. Ông này nói với tao là đỡ rồi. Ờ, đỡ là cái gì? Lúc mà em gọi chị cho tao nhớ. Chị mất não rồi chị, em mấy lần nói em không thôi chị thôi, chị cũng quên rồi. Trong đầu ta chỉ có hình ảnh của cửa. Em cảnh sát trưởng. Nói đi. Em cảnh sát trưởng, đúng chưa? Cảnh sát trưởng á? Không đúng. Chị sát trưởng. Thế thì chị biết em số nhiêu? Em số 9, cảnh sát trưởng. Nhưng mà số ra sao nhớ số được? Rồi, ai nhớ đâu. Ok. Mọi người không tin cảnh sát trưởng được. Từ lúc chỗ mình là của mấy người nhỉ? Của Vịt này, La Hi này. 4 người. Em đang ở trong phòng học, em bảo ai nữa nhỉ? Với là Win đi. Win. La Hi, Win với cả Single. Anh Win chơi nhớ. Chị Vịt. Hả? Tuấn đi cùng anh từ đầu đến cuối à? Ồ, anh đi Tuấn từ đầu đến cuối mà. Anh chỉ thấy không thấy người của đỡ Odin với Windy thôi. Mấy con Vịt nó vốt em đây này. Em đi với Vịt ra chân. Cái gì cơ? Mày nghi tao á? Mày không nghi chị đâu. Em đi với chị mà. À ừ, đúng. Chết mèo này, né thằng người của đỡ tí, thằng người tôi nghi thằng người của đỡ lắm. Thì tí nữa tôi mà có cooldown tôi chém người của đỡ luôn, thì chém phăng thay luôn. Vãi thật, ai cô này, cái gì này. Thằng Odin mà đuổi tôi này. Đây, ra đây tôi chỉ cho, đây chỉ cho. Chỉ gì ấy? Ông già. Chứ tư không là tôi với các bạn này, tí nó là chuyện riêng. Không, cái này thoải mái, cái này là cái mà. Đấy, tôi nói ngay mà, ông già rồi. Bây giờ chỗ đó chỉ có Single với ông già thôi. Single với cô thôi, hai người tự đẩy nhau đi. Một trong hai người giết đấy. Ngốt Single trong vốt tôi luôn này. Già như thế rồi. Ngốt anh già đi. Mày vừa giết người xong. Trước khi tết tôi để lại bằng chứng luôn nhá. Một đi. Em ghi anh già, ngốt anh già trước đi. Hai người cùng lên drone đi. Ê, quả đấy ông già không chém cho người khác để tôi chém ông già. Ông già eco này. Papi. Nó là Dada đấy. Cho anh già trước. Cho anh già trước để em chém Dada. Không. Nghĩ eco anh già trước. Đợi cô đi trước. Sao không 1 đổi 1 mọi người? Không, anh eco đi trước thì em chém anh sư cùng. 1 đổi 1 đi mọi người ơi. Ui, tôi giết đúng Buddy. Tôi báo thủ ơi. Yahoo. Tâm linh là không đua được, phải không? Thực ra tôi nhìn theo cái hướng di chuyển của Vịt ấy. Tôi biết được ai là Vịt mà. Ê. Trời ơi, chém cảnh sát trưởng đấy giết nhất cả đám lại không ai tin ạ. Trận này thắng là do anh nhá. Trận này anh giết thằng ám sát nhá. Thôi, Vịt mà anh. Trời ơi, Echo ơi, sao lại gọi người xuống? Trời ơi, chém chết được con bồ lông rồi mà, giờ mình nào lấy ít rồi mà, sao lại luốt xác? Ông già nhớ, cháu đã cầu sinh là đừng giết trời cháu rồi, nhớ vẫn giết à. Không? Quả đấy thiệt. Thì tại vì lúc em lộ rồi. Ủa, tại sao? Có ám sát. Lại rùa, không hiểu sao rùa luôn. Tại sao ông biết tôi? Mẹ ông ghét tôi à? Quả đấy, ông mà không ấy là hai anh em mình lấy ít luôn đó. Tôi chém là không có rùa gì cả. Tại vì cháu thất thao à, chú cũng đẩy được. Mọi người ơi, cháu thay đổi rồi, cháu không còn làm ngỗng nữa đâu. Cháu phải lấy tôn vịt để cho mọi người đây. Cháu không làm chém anh cả. Thế tí nữa chém chị vịt đây. Tí nữa chém chị. Nhưng mà ai làm vịt thì đừng có đóng cửa luôn nhá, như thế có chơi đó. Cho em hỏi tóc anh màu gì á? Tóc anh là màu hồi xưa lúc mới nhuộm ấy là tóc anh là màu xanh màu sáng khói anh tím. Nhưng mà bây giờ nó bay hết anh tím rồi, bây giờ nó còn phai màu vàng nữa cho nên là nó ra màu cứt em ạ. Màu be.
Màu này chuẩn là gọi là màu be. Anh thấy em có túi tiền anh mới chém đó. Màu be 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 xám. Em làm bảo xe. Xin mọi người đừng giết em nhé, em sắp đủ để quay một vòng rồi. Em tên gì đấy? Em tên gì đấy? Tao là Mao có tiền. Giết làm nhiệm vụ nhanh hơn. Mao có tiền mà. Đúng rồi, giết luôn đi. Giết tao thì tao muốn sống. Tao muốn có tiền khi đang sống chứ không phải chết rồi mới đi kiếm tiền. Ủa, tôi sẽ là vịt được các bạn. Một hai. Ông già nhá, ông già thấy cho tao thấy ông già đi một mình, tao biết ông già là vịt rồi. Cháu và van sinh là đừng giết cháu. Không có ám sát đúng không? Người ta giúp. Tôi nên chưa ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nhanh còn gì? Ồ, thám tử. Không cảm ơn thôi. Con này đánh bị đấm này. Tôi là thám tử nhá. Em xem được 100 tiền rồi. Anh là thám tử á. Ừ. Anh là cảnh sát trưởng. Anh lại số 11 á, hai lần số 11 à? Anh có tiền em không? Không. Gì cây, anh cây là bị đúng không? Không không. Không phải tôi đâu, tôi là thám tử mà. Ôi, cháu. So là vịt. Thì em bảo em là so được gì? Em là so. Ừ, sân boy làm nhiều vụ vịt. Tôi là thám tử nhá. Cái này biết trong biết kia. Quay đâu rồi, quay đi. Quay mấy cái đâu. Đừng. Ôi. Em thấy xác của thằng đớ ở chỗ phòng tò mò nha mọi người. Ơ, thằng nghe đi một buổi theo con Tú mà. Không phải. Chú ấy không đuổi được sao chú ấy quay lại rồi. Em đi trốn không ra xương nãy giờ. Thật sự. Thôi giết đi. Thằng Eric đuổi cho con Tú. Thằng xương là vì tôi. Không phải em. Ông Thắng đứng ở trong sân chưa mà. Đứng ở đâu? Đây. Đứng ở ngay cái chỗ cửa dưới. Ngay chỗ cửa dưới. Cháu đi trốn chú Eric mà. Chú Eric đuổi sau cái xong. Cháu đi bảo là cháu trốn im lặng luôn mà. Cháu biết gì. Có ý thức nào mà thế? Giết. Chỉ có thể là Tú thôi. Tú với lại Edith đang cãi nhau, đang đuổi nhau chém nhau mà. Chỉ có thể là Tú thôi. Mày ăn ngờ cá nhân gì đúng không? Nhưng mà nghe giọng Tú thì có vẻ không phải là vịt đâu. Không Tú. Em đang đi trốn thôi, em đang nhớ cái xong luôn á. Hình như Tú là đa đấy. Đơ đơ ấy, kiểu không cãi găng như mọi khi ấy. Game này thấy tài nó ít, anh tài là vịt này. Anh bảo anh là thám tử rồi. Thám bảo ngay từ đầu rồi. Anh không sợ có ám sát làm sao anh lộ ngay từ đầu thế? Không, ám sát có rồi, bắn đi. Anh bắn là anh tin là không có ám sát đâu. Anh là ám sát rồi thì ai bắn anh nữa. Anh đúng rồi. Đúng rồi. Suy luận cũng hợp lý đấy. Thì là anh đó. Thám tử ở đây mà. Em là thám tử này. Ê, cái tôi xin ngộ ông ấy đấy, tên tôi thám tử chứ. Đây là thám tử. Thôi đi. Tôi đi, cái đâu đổi tên. Nào, thế bây giờ như nào? Bác cần đổi tên lắm. Skip đi, Tú như là Dada á. Bác cần đổi tên. Tú Dada chém nhau với lại Eric rồi. Thế người của đứa bị Buddy chém rồi. Thằng Văn là ăn với anh ấy lúc thầy đó. Bây giờ vấn đề là không tìm được người giết người để soi đỏ bừng ngay chứ. Đéo làm ra nhiều vụ. Là nhiệm vụ tầm này nguy hiểm lắm, đéo dám làm. Tầm này tôi phải bảo toàn tính mạng của tôi không? Tính mạng của tôi là mẹ ăn Tú nè. Mày chạy xa anh đi. Ôi cứu tôi, Tú chém tôi mọi người ơi. Chém lẻ hit. Không tin đâu. Tuấn ơi chém một con săn boy Tuấn ơi. Chém tôi không nhìn thấy gì đâu, hứa. Cứu. Mày ghét mẹ, thấy. Cứu tôi. Anh em ơi.
có hai người bị chết à? Mọi người ơi, em có ý kiến. Anh hồi nãy lúc mà anh Nguyên đi đang ngồi đập chuột ấy, xong rồi anh Nguyên đi sẽ biểu là em đi đi thì em đi luôn, xong em vừa em đi lên trên chỗ cái đây này, em đi lên trên chỗ cái tủ đồ, gần vào đến cái tủ đồ, xong em quay lại xem anh có chết không thì anh chết mẹ anh rồi. Anh ngồi đập bên thằng sai với xong rồi thằng nào lại giết nhớ anh rồi. Nhớ Nguyên đi bảo là Canada mà. Ờ Nguyên đi Canada. Đâu? Canada, con Canada lòi mồm ra. Rồi Winnie lên gặp mọi người trên ở trên Canada mà. Từ từ nhá. Cho tôi xin mic một tí đi. Lúc nãy là Winnie với fanboy Jisoo đi với vịt hai chân đúng không? Không. Tách nhau ra rồi. Nãy Winnie. Tách nhau ra rồi. Lúc nãy tôi còn gặp Odin ở dưới là fanboy Jisoo đã không đi cùng tôi rồi. Không, lúc nãy là em đi xuống đi. Ê, người đỡ em thì gửi thông tin của anh về người giết mày được không? Gửi một tín hiệu thầy đồng đi. Ví dụ anh bây giờ anh thám tử nhưng mà anh là thầy đồng đi. Đấy. Anh biết mày chết rồi nên anh gửi tín hiệu thầy đồng cho mày. Canada nữa không, không bị quốc tú. Quốc tú thôi, Win làm Canada chắc luôn rồi. Với cả là hai vụ đều liên quan đến tú mà. Ừ. Không quốc tú rồi. Mà từ mọi người thấy một điều là hai trận đến tận cái tung thương này chưa hề có xong một tem, chính tỏ là con vịt rất là non. Rồi, giết Tú đi. Tú có rôn văn khả năng là Tú không biết Tú là gì, Tú rôn gì. Tú đâu không biết rồi đấy. Em trời ơi. Thế em là gì? Em là gì? Em là Fabi. Đừng có điêu. Fabi. Fabi. Cái này sao? Anh mới là Fabi này. Em là Fabi thật mà. Fabi, thế em mổ xác ra cái gì? Em mổ xác. Em pháp y mà từ này em còn không công khai xác là gì thì thôi. Pháp y bên vịt. Pháp y em cũng không biết đây là Canada. Pháp y mù bằng. Này, nó làm vịt nó gặp gặp phút ngay. Giết mai. Mai mai. Mai. Đông thế, đông quá, đông quá. Đây để kiểm tra vịt xem vịt giết người không nào. Ngồi đợi tí nhá, anh nối điện. Chém đi, chém đi. Ủa, mày là gì đây? Đây này. Đừng yên cho mà chém đi, chém đi. Mày thấy gì không? Có. Mày là gì? Anh là gì? Anh là thám tử. Mẹ anh bảo anh là thám tử rồi. Em là tinh linh. Tinh linh á? Ừ, cái con mà xuất hồn rồi. Thế mày sao xuất hồn, mày sao bên, bên 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 lúc nãy đóng cửa thì không xuất hồn luôn đi. Lúc đang nói chuyện với anh mà, không gì. Không sao. Từ từ. Không test được, tại vì phải test lúc sau khi giết người cơ. Mày đi về. Đi với single. Nói đi không? Ơ không nói gì ạ. Xác để gọi đâu. Mày nuốt em. Xong A đến chém ấy. Ai? Vịt hai chân thì phải. Đi đâu? Người ta đang hoang xương. Em thấy vịt hai chân ở đấy mà. Cái gì cơ? Cái gì hoang xương cơ? Ê hình như mày lần cuối đi với vịt hai chân sao ấy. Đúng nhỉ? Em. Lần cuối em đi với ai nhỉ? Em đã cho Tú này làm cái gì không phải em? Mày nuốt em này, xong chắc phải ngu ấy, ra vừa rồi là có mỗi mày chết rồi đúng không ta? Thôi mày à thế single chém rồi. Không, tôi không, em thấy vịt hai chân ở đấy mà. Kệ single thôi. Mày chết hay sao đấy? Đúng rồi. Từ này, đón cái xác ở đâu? Su cũng chết nè. Cái xác ở đâu? Chết cạnh phòng hiến tế à, tức là nó Su đi với tao, nó tính cả mấy rao trước nữa đúng không, tức là nó không phải tính từ lúc từ vote đâu đúng không, đóng cửa là tách ra rồi ở giữa phòng cầm mọp đi bàn hiến tế ở giữa. Thế mà người ta tìm mấy 20 giây rồi, tôi xin hai người ta tìm được công ty rồi. Bút đi ông ở đây, ông ở đâu? Tôi mất điện, vừa mất điện. Thời bon chung với địa ngục với ông La Hinh này, xong chạy lên chỗ cái phòng tàu. Tính từ vote. Tính từ vote thì không hỏi được đâu, tại vì vừa cái lúc này là vừa cũng đau thôi. Vote luôn đi. Mà chém thì nó sẽ. Vote đi. Không, Sunboy lấy cái. Tôi đừng với anh Tài mà. Ok nhá.
Thế là vô đài đấy. Buddy. Anh vừa đang anh vừa suy nghĩ anh không nghe đáp án. Không thấy bịt hai chân nhá. Ghim bịt hai chân nha mọi người. Không bị ghim bịt hai chân. Anh suy nghĩ em có phải vì đâu. Thế để tí em chấm bịt hai chân nhá. Ok. Tí đấy. Ghi. Buddy bị phán có tội. Buddy. Cái tôi nhắm mắt tôi cũng tìm được các bạn ạ, yên tâm. Tôi đéo cần nhìn nhá. Đéo cần nhìn cũng biết ở đâu các bạn. Tại nó gọi là con mắt thứ ba. Thấy không? Con mắt thứ ba nó chỉ tôi ở đây này. Mời đẹp. Đấy. Ôi, chị không biết nữa. Đấy, biết ngay mà. Con đi tại sao như thế nhỉ? Con vịt đã thay đổi rồi mọi người ạ. Con vịt đã thay đổi rồi. Sao có thế hả vịt? Tôi bảo chạy bà vịt hay chân. Anh bảo là con 10. Chứ anh có tìm con đầm đâu. Thay đổi con vịt ạ. Không muốn thế đâu. Khổ lần là nghe rít lại cứt ạ. Thầy. Con vịt ạ. Bây giờ con vịt số 4 ạ. Rít mình lại luôn mà. Còn đánh theo hội thế này. Tí nữa chém đi. Số 8 ạ. Em không có tê đâu, mà là chưa kịp làm thì đã bị bỏ xếp rồi. À không, không thì để theo ý định của anh DK thì anh DK vừa đuổi em ý. Thì thôi để em nhường số lót cho người khác anh DK nhá. Anh đuổi nào. Ok em ơi. Áo luôn. Anh thay đổi rồi. Anh chưa nói có từ đuổi bao giờ nhá. À ý là anh DK muốn giữ lại. À, chọn Dara đi nhỉ. Dara đi. Hay, trận này hay, trận này mọi người sẽ đéo biết là sẽ có Dara xong đấu. Quay, anh đi cây. Ôi, cái gì đừng gọi anh lại để giết anh. Tha anh đi. Quay. Em là Việt, anh chém em nhá. Khoái. Anh muốn vật rồi. Khoái. Em không phải vịt, em không phải vịt đâu. Khoái. Echo là vịt rồi, Echo chắc là vịt rồi. Cái tông cộng này là vịt. Ây ôi, được giết rồi. Echo là vịt đây. Echo là vịt đây. Vịt làm nhiệm. Ai vậy? Anh di chuyển từ nãy rồi chỉ có thấy. Anh Tài xem làm nhiệm vụ em. Buddy. Anh đang cày su mà. Buddy, cái thường bắn Buddy. Đâu, bắn Buddy, nhanh, Buddy lộ, Buddy lộ, Buddy lộ. Thằng không được giết nhỉ? Trời ơi. Windy à? Không, khoan đã mọi người, thêm mic. Cơ nãy em vừa thấy anh Lai vừa làm nhiệm vụ tắt đèn xong. Là anh Lai Hin ấy. Anh Lai Hin đứng ngay bên cạnh cái nhiệm vụ vịt luôn. Trời ơi, anh Lai Hin anh ấy đứng ở bên dưới cái trạch sân. Không phải. Em nhìn thấy rồi. Ơi, mấy con này kẻ ác thế. Phải. Giết cả hai người thân của cháu luôn. Nhưng mà giết con bồ lông trước đi kìa. Con bồ lông nào, con bồ lông ở đâu? Không đi, bắt đi. Bút đi. À, bút đi à, bồ lông. Em báo cáo trước là có một con vịt nào đấy đã. Ok chưa ạ? Em chỉ bảo thế thôi. Ok, nhưng mà giết bồ lông trước. Ok, là bồ lông này. Bồ lông là bút đi à? Lai Hin. Má, bồ lông này. Trời ơi. Lai Hin để tôi, tí nữa vào tôi sử dụng Lai Hin sao. Cái thế nhà bộ đồng nuốt mẹ con Dada Windy của tôi. Anh ok, để anh. Tại sao mày nuốt con anh giết thằng Lai Hin. Ui giời ơi, cái làng này. Su ơi, Su chuẩn bị xem hai người đàn ông của Su đầu kiếm nhá. Dada mà. Dada cho Dada cái gì. Dada mà. Là không sợ Dada. Này là fan Dada mà. Dada đâu đâu. Trời ơi, bắt mẹ đối thủ rồi, chơi game gì nữa. Anh là kỹ sư. Kỹ sư á? À không. Cái gì mà không? Không, chị ấu mình làm. Thôi em đi rung chuông còn gì nữa, chấm dứt nỗi đau của anh đi. Màu đỏ, anh thấy màu đỏ. Phát y. Ừ. Màu đỏ.
Ơ kìa, sao đi post? Em thấy fanboy giết rồi. Khi mà ông già thì bot vậy? Sao lại fanboy giết tôi kìa? Sao ông già thì bot rồi? Đỏ mà. Ai đỏ? Đỏ nào, không phải đỏ. Anh thì bot sắc nào đấy? Không phải đỏ. Fanboy sắc là nhìn kìa. Nhưng mà không phải màu đỏ. Là chị So. Em nhìn thấy là chị So. Lại chị So mày đái. Đã bảo rồi, sắc của Lâm là chị So. Chị Su giết, chị cô giết. Chị cô giết mà. Có phải bởi vì lúc đó rất là đông người, rất là nhiều người, em không hiểu gốc. Dây cô là một trong hai rôn có kiếm. Đã bảo rồi, chị cô là chị trưởng, chị cô bém. Thế chị cô, chị anh chứ cô. Còn tại sao anh tài vừa nãy anh tài ở đấy mà tại sao anh tài chết xác của Lain đấy. Anh tài mà giấy nhà thì có khi là bổ nông nuốt. Ừ anh tài bổ nông chết rồi mà. Bổ nông làm gì mà thế tại sao anh tài cũng chết nhỉ? Tại sao anh tài chết? Bởi vì lúc đó không ai để ý, không có xác anh tài. Không ngờ được ấy thì không thấy xác của tài ở đấy hết rồi. Thế có thể bút đi không phải con bổ nông. Thế mà vịt này hồi xưa từ trước giờ toàn chơi mỗi ngỗng thôi mà chả hiểu sao dạo này đổi sang chơi vịt với cả chơi mùa đông. Lúc đó anh không hiểu bây giờ canh tài chết mà không thấy xác thì có phải bố nông hay không? Thì cái xác này bọt ra đi giết chỗ khác thì sao? Ừ, còn với ạ, giết chỗ lúc ra đấy, hiểu không? Nhưng mình không thấy. Nhưng mà vừa giết này thì bọt luôn thì không thấy xác thì sao? Thứ hai ông ơi, thứ hai là zone vịt nó còn một cái bây giờ tôi đang tính là không biết có nên live Niên single nhá, Niên single. Tôi đói quá, mẹ chắc phải kiếm gì ăn đã nhỉ. Không nhưng mà không phải ở đấy cả. Thì bây giờ em nghĩ có thể ở đấy. Có thể kiếm gì đặt cái gì ăn đi nhỉ. Trời ơi sao mày dí hết người lấy người khác vậy. Không có mấy là ai đỡ này mày dí chịu hết. Không lên đó. Không phải chị đâu. Nó đa đa đấy. Ai thấy bút đi nuốt người. Em nhìn em cho mọi người thông tin của những gì mà em thấy em biết. Bây giờ mọi người bảo em giữ lại thông tin. Ok. Thôi. Ai thấy bút đi nuốt người. Lúc đầu ai thấy bút đi nuốt người. Biết. Thế mọi người kêu thế. Mọi người thấy cái này kêu người. Mây Mây à? Mây Mây thấy này. Đúng. Mây Mây thấy bút đi nút người mà. Chị quá. Ok à. Bắn mình nhờ. ID là 19978888214662122. Trời ơi, đã bảo Lavin là về tàng hình rồi. Siêu. Và đây tôi linh cảm tôi sẽ là cảnh sát trưởng và tôi sẽ bắn hết cái làng này. Tôi không cần lý do. Tôi chỉ cần gọi là ngứa tay thôi, tôi sẽ bắn hết cả cái làng này, ok? Kệ à? Cái làng tăng hình này. Lại tăng hình này. Anh mà là cái sát trưởng là anh bắn hết đấy nhá, anh không cần bằng chứng đâu, anh bắn hết. Anh sẽ không bao giờ tiên vịt hai trận nữa. Chỉ cần ngứa tay là anh bắn hết thôi. Úi dồi ôi, bắn số 5 rồi. Anh số 5 à? Anh số 5 cái sát trưởng à? Đúng rồi. Em là số 1 kìa mọi người thấy không? Em số 1 đấy. Ô! Ngon! 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 Anh cảnh sát trưởng nhá. Thì anh bảo anh giết em đầu tiên. Hi-ha! Đây còn ngẫu nhiên nữa chứ. Ôi chết mẹ quân chọn đôn. Ừ à đúng rồi. Lúc nãy anh fanboy Jisoo đây bị chị bị nhút cùng với em đúng không? Một lần gọi ra giết một lần đấy cơ. Một lần lúc mà. Trời ơi. Thế một người chị tàn ác. Chị nhớ lòng nào chị nhút anh em vào bụng. Thôi đi. Xong rồi còn đi la làng lên là Jisoo. À xong rồi còn la làng lên là Mây nhút mây. Nhút ai vào ấy. Ui đa đa cũng đang đúng mà. Lại được chăm mắt thôi. Ồ. Lại được chăm. Cái này mình fake là cái gì nhỉ? Mình là chú mông đói. Quạc. Hello, nghe thấy chị đây nhá. Hello nhá. Đúng rồi. Lần cuối. Rít rồi đúng chú nha, rít rồi đúng chú đó. Đang đồng quá. Ôi. Tắt đèn đi. Cái gì đó. Tắt đèn đi. Trả lại tâm trí đây. Anh không bám rồi anh Tài. Anh Tài ra đi. Tay trái lên tay phải đi. Thôi. Tay anh. Thôi đi thôi. Cả
càng đông nút càng dễ, nhưng mà mọi người mà để ý một cái nhá. Giết cháu tôi ngay trước mặt tôi, ngay chỗ phòng đốt. Tôi với cháu tôi đang nói chuyện, đây cô chạy vào xe phát chết luôn. Điều ông là phải. Tôi là Dada đây, đừng vote tôi. Tìm tôi đi, đừng trưởng đã treo đi rồi. Nhưng mà làm gì có nhiệm vụ gì mà làm nhanh thế? Đây cảnh sát trưởng. Không, ông ra là Dada đấy. Dada đặt mà. Đúng rồi, Dada đấy, bỏ qua đi. Em xin mic. Dada. Nó đi. Em vừa bắt được một con Dada mà không phải là Echo. Không, xua, để lên nó cho. Đây nhá. Cái xác đầu tiên thì mọi người đều biết đúng không? Cái xác đó ấy, là Odin chém, Odin chạy, chắc chắn Odin không phải Dada rồi. Bây giờ Odin thay rồi. Em Dada, Odin đi tới là em mới chém á. Không làm gió thế. Odin, em gặp Woody ơi. Odin. Vậy là vote Odin trước, vote Odin. Vote Odin đi, sao mày dám giết vợ anh? Odin Dada sao? Odin là chắc chắn rồi này. Ừ. Em bảo em là Dada mà. Không, Dada thì xin tất cả này. Cho mày win luôn, Dada cho mày win luôn. Ờ, cái là nếu mày cắp Dada. Nếu mày mà là Dada thì anh già sẽ không vote mày đâu. Đúng. Anh già bỏ qua kìa. Đến đi, để tâm trí đây. Ừ, giống nhiều mẹ mình. Thề vừa spawn ra với công Echo nhá. Bây giờ lại đi gặp mày thì có phải là mẹ cái gọi là gì nhỉ? Gọi là tham lúc không? Đây nha. Xui, ra đây anh bảo. Anh già ra đúng không? Xui, ra đây xu, ra đây anh bảo. Tôi bị giấy này. Em này. Ô, Su giết. Su nào? Anh già là Dada. Mất đi hết. Nè, đồng nghe ra dăm vốt. Ừ, đúng rồi ấy. Nốt giờ bị lộ lắm, thề. Ôi, tại sao Su chết? Đã biết rồi. Mất đi. Không. Tàng hình đâu? Có một ông tàng hình lên. Có một ông tàng hình. Hình như ông Windy. Không, phải vũ đồng. Ông anh gì em? Thì mày đứng ở đấy mà. Em nhớ không nhờ gì hết. Boy nào. Em đứng đấy, em tặng hình lộ liễu quá không anh? Ông mới biết là ra hình như là không phải xâm bói. Tôi là đi sau này. À, xâm bói đi với tôi mà. Cái gì? Di Sô ở bên dưới, mây ở bên dưới. Xâm bói lúc đó ở đâu? Có ai đi chung với ai thấy xâm bói? Đi với Tuấn đi à? Tuấn lúc đó đang nói chuyện. Thủ Phạm thì là cái lúc đấy mà ở đâu? Tăng hình xong cắn rồi. Không ngủ. Đi từ dưới đây này. Đấy là vì tôi đi qua tủ đồ này, qua phòng cầm mò sau đến chỗ hầm ngục thì mọi người đi quan sát hay là đứng đấy. Thế sao? Bỏ ngoài á. Nếu mà hai người đi với nhau thì bỏ qua đi hết đi này. Em thấy mấy mày đi mà lẻ nha. Em đứng đấy. Đứng đấy. Đứng đấy nhưng mà cái lúc bị chém không thấy mày đâu. Ờ, Windy cái lúc bị chém không thấy đâu. Em đứng ở ngay bên cạnh mà. Cạnh nào? Không có. Ở bên trên không có Win. Bên phải không có Win, bên trái cũng không có Win. Ờ, Windy. Trời ơi. Mọi người em lại cũng ba gan. Người của đứa ơi. Em lại cũng ba gan. Cái gì à? Em lại cũng ba gan. Không, vote đi, đấy không phải công ba gang. Win không phải công ba gang đâu mọi người. Thật không? Win hai chân nhận công ba gang của em rồi mà. Không, không bốn gang. Anh DJ của em. Công ba gang. Trời ơi. Không ba chân. Ba chân không. Ba chân. Mọi người ơi, cháu là Win hai chân là công ba gang nha. Bốn con vịt, một con ngỗng, và quen một con bồ nông. Sao lại bốn con vịt, một con bồ nông? Nó thành 5 vốt rồi còn gì? Thề lại spawn chỗ này. Ngỡ hết cả đi thật. Đi đường này 3 lần rồi đấy. À, thằng Tú Mập này. Anh bắn được người. Anh bắn được đây. Đây. Tắt đèn đi, trả lời tâm trí đây. Mèo 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 mèo, trả lời tâm trí tôi đây. Cái gì đây? Anh em mình mặc đồ đôi mà, sao lại phải chạy? Ủa? Anh không giết mày, anh là tình nhân với mày mà. Anh không giết mày, anh thề mày luôn, anh giết mày làm chó, thật, thề. Anh không giết mày đâu. À đâu, ở đây. Chỉ bút thôi.
Nút đi, quay lại, nút đi. Tắt đèn đi, chẳng tâm trí đây. Anh ta là vì sao, ông gọi tắt đèn thế nào nhá? Đúng rồi, anh không nhưng mà anh mà vì là anh tự tắt đèn ngay. Mọi người chết luôn. Mẹ cái này người của đỡ giết có hàng luôn. Thấy dịch chuyển đến xác luôn. Ui, thế bà kia đéo chết à? Em đã gọi mọi người tránh ra rồi, anh còn phải cố mà chuyện nữa. Anh là thằng đó nó mà mọi người tránh ra. Không biết đâu, mới chạy tới mà. Ủa là sao? Nhưng sao chém anh Tài? Em nghi vấn anh Tài, vừa nãy em vừa thấy giọng mây xong tự dưng mây biến mất cùng anh Tài. Ôi trời ơi, Tài lên viết. Tự phát nghiêm đến giọng nhỉ? Từ từ cho mây nói đi, Đây. Mây lẹ ạ. Đây là bồ nông, xong em bị nuốt. Đấy, xong thì thấy ai đó bam, xong em nước sống. Hết. Đúng rồi, còn gì, thằng đó. Nói sao cũng hết, phát hiện đi. Qua. Ừ. Anh là bố đông anh gửi em thịt chứ. Cái gì cơ? Anh lại phép thịt xong rồi em giết anh nuốt anh thắng không? Thì vấn đề là bây giờ anh xúi linh tinh mà anh có quả đấy anh có nhìn thấy mày đâu. Đấy thì anh chỉ bảo là có em đấy, là mọi người tin. Nhưng mà anh làm gì biết mày đâu gì mày. Anh dí linh tinh mà. Ai bảo mày đi cùng anh lúc đầu ấy, anh dí, anh nghĩ tới mày, anh dí mày thôi. Em đổ qua rồi, em vội vàng quá. Ủa đây sao mày không tắt đèn đi, rửa anh nuốt hộ cho. Trời ơi. Không, chưa có xong tia anh. Đấy, lúc em chết kia là xong đèn cả. Chúc mừng bạn đã quay vào chúng thử. Chúc mừng bạn đã quay vào chúng thử. Chúc mừng bạn đã quay vào chúng thử. Thật ra chém được nhầm một cái đàn thế nhở. Chúc mừng em. Thế nhở. Thân bạn nhá, bạn sẽ xuống người nước ngoài rồi đấy. Bạn phải may mắn. Ôi, chịu rồi, căn bản còn có một con vịt mà nhiều ngỗng thế này thì kiểu gì giật thú không? Bạn cai, thế là con vịt đâu? Hết rồi, thua rồi. Bạn này nhẹ nhàng thế nhở? Đói quá, kiếm gì ăn đã đói quá. Tắt đèn đi. Hai con vịt chết nhanh quá, trời ơi. Ê, xời ơi. Ngoài sự cố thôi ông ơi. Thế còn mỗi một mình vịt thì không làm được gì, bốn ông cũng chết rồi thì đúng là chịu thua rồi. Sao La Hin mãi không chết với mình nhỉ? Vì La Hin là cặp đôi với cả anh Tài rồi. Ê, anh Tài bốn ông. Anh Tài lừa để đi nuốt rồi. Rồi 3/20 rồi, bây giờ tôi chỉ cần làm khoảng tầm. Còn sao mày không chọn cái zone nào, chọn cái zone ngọc ngu ấy. Được. Em mỗi chân ra, em mỗi chân. Phim phiêu đỉnh ngày mai đi. Ôi, số 1 luôn. Ôi, số 16 luôn. Ủa ôi. Số 1 à? Cuối thì lấy đâu ra thì tôi ngon này. Ôi, nhịp mẹ mày trông kìa. Số 1 mà như cứt. Ôi dồi. Ôi, ngẫu nhiên rồi. Ôi. Cả nhà mình chơi ngẫu nhiên đi. Ơ kìa. Ôi, không được cấm rồi. Không được. Cấm lấn thế. Không được. Chơi thế hên xua quá. Không chọn hơi phí. Số 1 mà đen vãi cứt lại thể thả thư làm số 2 còn số 3 còn hơn đấy. Số 5, số 6 mới có vịt kìa. Nhưng mà chơi thế thì chú toàn thiết đấu thôi à. Đen vãi đài, số 1 không bao giờ đỏ đâu. Số 1, số 2 là an toàn nhất. Mà hình như số 2 này cũng đen cơ. Số 2 này chắc cũng kiểu toàn cùi bắp, không chọn được. Tại vì chú không đáng tin đấy. Tôi phải bám theo một ai nhỉ, bám theo một ai thì dễ bị chết nhỉ. Tú ơi, mày là gì đấy? Thôi mày chạy lung tung đi, anh bám theo mày. Ai khác, không phải nhau được đâu, sự tình ta dừng lại.
Thấy cánh chim ùa về. Nơi đối đầu gần kìa. Chắc đi vùng lên. Anh nhìn thấy rồi. À đây. Hả? Mày trong này đúng không? Tú ơi, anh bảo mày chạy đi, chạy đi. Anh còn biết thằng nào xiên mày. Chết, chết làm sao? Quá sát của mày, mày có chức năng không? Anh có chức năng gì? Ủa? Anh có chức năng đeo bám. Đeo bám nhưng mà em chết là nó mất. Hiểu không? Thật không anh? Anh thử đeo bám đi, xem anh đi tìm em nhé. Anh đeo bám đi. Ok, từ từ nhá, đợi tí nhá. Ok. Mày kiếm, mày từ từ chưa được. Rồi, nguyên ba xác luôn. Xác ở phần hộp nha mọi người. Odin là Kara. Odin, Odin, Odin là Kara mà. Ủa, Canada đâu? Ủa, Odin không phải Canada. Odin Canada mà. À, không. Ai đi với ai nhỉ? Không phải. Đúng rồi, ở dưới chỗ bài tập hoàn chết rồi. Nhưng mà ở bên phòng thí nghiệm đông lắm mà, loại trừ ra được mà. Ừ, bên phòng thí nghiệm cũng đông lắm, bên trên đông lắm. À, bây giờ nói là không có ai thôi là được. Thế lại là Windy rồi, Windy à không phải Windy nhầm. Ông Tuấn không chứ. Có Sunboy. Ông Tuấn. Không có Sunboy. Anh Tài nói nhầm đi. Sunboy ở đâu? Anh Tài nói đi. Cái gì? Còn Tuấn đang lau bức tranh ở tôi đang ở chỗ hầm ngục. Lại đi gọi theo anh Tài này. Không, Sunboy với Windy với anh, còn ông Tuấn chưa không thấy nhá. Đấy. Đi đâu? À trên phòng thí nghiệm mà. Lắm tranh mà. Làm gì có ai thấy ông ở đấy đâu. Ừ, à đấy có cả Vịt Thằng Chân với Thảo Anh mà. Đang đứng cùng tôi mà. Đang đứng cùng Echo mà. Không, ừ, tôi lắm tranh mà. À, ông em bà đi vào trong á. Odin ai cả. Lắc đấy. Ê, từ từ lên hết mic đi mọi người ơi. Odin bị giết mà. Alo. Bắt đi rồi, bắt đi lên tiếng đi, bắt đi rồi. Bắt đi rồi. Hả? Thảo Anh. Chú bị câm nặng rồi. Thảo Anh. La Hin. Ok. Đây. Ừ, thế không okay, bị câm đâu. Thế là bồ nông nuốt nhập một con vịt thôi. Dạ chém Tuấn đi, không còn dính cả. Tuấn lau chân. Chém Tuấn đi, chém thử Tuấn đi. Không ai thấy luôn đó. Tuấn. Không ai thấy Tuấn. Em run quan trọng đấy. Mày run gì? Run quan trọng quá. Vịt hay không quan trọng lắm. Hãy đi. Happy. Ừ. Rồi chân này. Có sát của em. Trời ơi, bảo đây. Ừ, bảo từ nãy giờ không nghe. Anh gì Tuấn bảo? Anh Tài. Anh Tài. Anh Tài hay bạn? Anh Tài nhá. Anh Tài. Anh Tài là vịt. Mày trốn đi bây giờ em Tuấn đi mày người luôn. Không mày phải đi liêng Tuấn à, để anh xem thằng nào nuốt mày. Đây anh sẽ bắt em đi. Anh đang đi tìm em. Nhưng mà là phép đi mà. Thôi Quy đi đi thôi anh. Quy đi gì, Quy đi thoải mái đi. Ok. Anh gắn GPS rồi. Ok. Em trốn nhá. Ê chụp mọi người. Từ từ gọi thương những người này. Ở đây có mấy người, 6 người đúng không? Ôi vịt chết rồi. Trời ơi. Vịt là Canada mà. Xin chúc mừng Echo nhé. Chăm chỗ đi. Trời ơi, tôi gặp phải cao thủ rồi. Chăm chỗ đi. Các thủ là ai? Vô có các thủ. Trời ơi, tôi có vịt đứng đóng cửa được không? Trời. Hình như Thảo Anh sao ấy? Thảo Anh có vịt cuối. Ố kìa, anh Tài cái gì vậy? Đúng rồi, anh vốt em, anh không thể sống thứ em được. Chết đi. Đúng rồi, cho hai vịt đi. Không, em không chờ với anh đi cô ạ. Chuông rồi, không hay mọ đi. Đấy, biết ngay mà, kiểu cũng đi giết người. Ừ. Thảo
Anh giết Su đi. Ok á. Giết đi, chém. Mình nhá. À có bồ nông, có bồ nông. Mọi người ơi, ông Eric là bồ nông, ông nuốt su rồi, ông muốn su vào bụng rồi, tôi phải hy sinh su. Su đâu? Chưa gặp su nữa. Thôi đi, tôi là kẻ đeo bám, tôi dính GPS lên người su, xong rồi ông tìm ra thì thấy ông. Chả lẽ ông làm gì có? Ok, tôi còn chưa gặp ông nữa. Ông đừng có điêu, tôi thấy ông trong bóng đêm rồi. Tiếp này. Tôi bị tôi su, tôi không đi được, tôi bị mắt yếu già, mắt yếu không đi được. Ông đừng có điêu. Thôi. Trừ một con bồ nông. Chả lẽ ông là ăn trộm GPS à? Không được. Ăn trộm thì cũng phải bị giết thôi ông ơi. Ăn trộm là tội xấu. Tôi lỡ tôi nuốt 2 con vịt rồi. Thắng rồi đấy. MVP man. MVP man. Ôi trời ơi. Trời ơi, con này đi đây. Ôi thật mình nốt luôn. Ông già non. Ông già non. Ông già non. Ai để chơi trả thù như thế bao giờ hả chú Eric? Thì mày đi theo chú. Mày đi theo chú thì chú nốt mày luôn thôi. Nhớ cái mặt căn bản. Căn bản tai vịt cứ đóng cửa hay khó giết người quá. Số 1. Số 2. Siêu. À, số 5 luôn. Vâng, trận mới thôi. Thế mày im lặng thì mày nhiều. Hai mày yêu nhau đi. Làm săn thì thôi, vô địch luôn. Cho bạn luôn cái nhang bạn cắm vào. Rồi bạn một vịt đầu tiên luôn. Ui hồi, bồ nông. Ui hồi, bồ nông luôn mà. Tôi biết rồi, không phải nói nữa. Thế tôi sẽ là cảnh sát trưởng các bạn ạ. Tôi quen nói chuyện đấy rồi. Thế rồi. Cho tôi cảnh sát trưởng thì tôi bắn người không cần bằng chứng luôn, tôi bắn theo hệ tâm linh luôn. Ô! Dân phòng được. Nhận luôn cảnh sát trưởng luôn. Tôi chỉ cần chém một lần thôi. Tôi có súng. Tôi có dao. Tôi có dao. Tôi có hai chân. Hai. Tí anh nắp cho em một thêm một chân nữa chân dài. Đây rồi. Ý không cần một giết chân. Người thôi các bạn ơi, giết người thôi. Chân dài của em mà để nhanh á. Ơ, bộ câu kìa. Ủa, bộ câu kìa. Không được biết bộ câu mà. Bộ câu này tôi nghi là ông Tuấn. Mày pick bồ câu đúng không? Điên. Em chơi bao năm rồi, bồ câu nào? Bồ câu đúng không? Phải đi cho một dao chết bây giờ. Đi chỗ khác chơi đi. Em bắn nó đi vì đây. Phụ nữ không tin tưởng đàn bà. Xét. Nó làm gì có súng mà nó bắn. Trời ơi. Này nhá, bây giờ cái đám đông này tôi ghét ai bây giờ nhỉ? Ghét Nào. Em ghét người khác vậy anh ơi. Để em giết ông Việt cho. Giết đi. Đi em đứng đây này, em đứng kia một chỗ. Bắn đi anh em ơi, bắn đi, bắn tung lung đi, bắn tung lung đi. Đi làm nhiệm vụ. Em làm gì? Đông người hỏi em làm gì, đi đây nói không? Đi đây. Đây. Nếu mà em chết thì Việt tha cho. Ơ. Đỏ là ai nhỉ? Mây đúng không? Ở đấy phải. Fanboy Jisoo ở đây mà ta. Rất mồm sau, cao thủ chém luôn ạ.
Sát ở đâu? Em đứng ngay ở ngoài. Sát ở chỗ đấy luôn, đang ở chỗ đông người ấy. Đông lắm. Ừ. Đúng rất là Lada lắm rồi. Ở bên trong luôn. Cũng thấy đúng ấy. Bên ngoài. Lada còn có không? Không. Ai ta? Ai giết được nhỉ? Cháu bảo là đi ra ngoài cho nó cho. Xong rồi là bị cao thủ giết mà. Phúc đốt nén hay là lao chan? Nó dòng Vĩnh nhá, đấy, dòng Vĩnh đấy, dòng Vĩnh thì... Dòng Vĩnh thì dề nói thôi, nhưng mà thực ra là vấn đề là... Ôi, mấy vừa chạy từ đấy lên này. Ở dòng Vĩnh thì anh em lại không hiểu. Anh em hiểu thì dề, đơn giản. Mấy vừa chạy từ đấy lên, không kêu shipper. Dòng Vĩnh nói đơn giản. Giết người từ đấy đâu. Ai chém Vico rồi? Có luôn đâu, va vần. Ai chém Vico rồi? Win. Anh thì cây đấy, thề luôn. Tài nữa là bắt. Đâu kìa. Tài lại đi rồi. Tài chứ ai nữa? Anh Khối đâu mà hiểu được. Tài chém đấy, anh Tài. Anh Tài không cãi nghe hay. Nhưng mà anh có ghét ông ấy đâu, anh có ghét màu đỏ đâu. Anh Tài ghét tôi. Đúng rồi. Ghét màu vàng. Tôi mà giết là tôi giết thằng Tú rồi. Anh Tài nghe tôi mà. Tốt ngày thì có giết Tú rồi. Tú. Ừ, San Boy ấy. Tú xanh ấy. Sao nhiều người tên Tú thế? Ơ, thế là anh Zico cũng tên Tú hả? Ừ, ở phòng này có 3 người tên Tú cơ. Thế tôi phải giết tận 3 người. Ừ. Giết hết giết này. Em xếp hàng đi. Giết hết luôn bạn ơi. Ủng hộ các bạn. Giúp chung em bắn anh vào đầu bây giờ. Thì quá. Anh Khôi chơi vịt không? Vào giết người đi anh Khôi. Chiều mai anh bắn ra lần không? Chiều mai em thức chơi với game với anh. À không được. Không được. Chiều mai em bận rồi anh Khôi ạ. Chiều mai em có kèo gọi là gặp đối tác rồi. Chiều mai em không thể bắn ra lần cùng anh được rồi. Cái ơi. Hả? Mày là gì? Mày phải khai đâu của mày đã. Em tin anh. Không, mày tin anh. Em tin anh. Em thấy anh bị một phút chắc chắn là con gián điệp cốt rồi. Tin cái tưởng. Thật đấy. Sao suy nghĩ đúng tích của em như thế. Nhưng mày là gì? Là đây. Anh phải dòng hơn anh chứ ạ. Anh bắn mày bây giờ. Vì đời giết nó đi. Vì đời nó đợi. Nó đòi chơi anh kìa. Đây à. Để em bảo vệ anh á. Cái đó. Không. Mày có khai đâu mày ông Tú không anh bắn mày nhá. Ờ. Đúng rồi nha. Cái gì? Mày đúng người cơ mà. Mày khai đâu mày đi. Không. Thế không con vịt đi chỗ khác đi. Không đánh giết mày nhá. Chui được vào thì sao? Em mày thử ấn chui xem chui được không. Đây, ấn chui phim nào? Xíp. Không có gì hay không thôi. Mày không được. Thế mày là gì mà khai đi. Rồi đi xuống đây, khai không đi đây, xuống đây. Phải đi, đông lắm có ám sát mà, bắn phát không? Đi. Sao phải đi, đứng đây là được rồi. Anh đi thôi em mà. Ê, vì đời anh mà chết là do thằng Tú nhá. Đấy, đi, Win đi chỗ khác đi. Rồi, mày bị trong diện tình nghi rồi đấy. Trời ơi, em thám tử. Thám tử, cứt gì mẹ thám tử suốt ngày đấy. Đi, ai biết được. Thế bây giờ nhá, đấy mày trách ông Tuấn đi. Ừ, trắng tinh này. Trắng tinh à? Đúng Tuấn. Ừ, thế là em lệ kiếm đúng không? Đúng rồi, nhưng mà mày là gì? Em là ngỗng ngu. Ê, anh nghi thằng Windy lắm đây, để anh xin thằng Windy. Thằng Windy trông có vẻ mẹ bập bập. Để em cho. Đi, anh bảo kê cho mày. Nhưng mà có thấy nó đâu đâu. Đây là... Lúc nãy nó chạy vào đây mà. Đi, tìm nó đi. Nhưng mà, chắc là nó đi spawn rồi. Muốn đi nó trốn đây thôi. Ê, check ông này đi. Không. Thấy cũng đào mày bao giây đấy. 20 giây cơ. 22 giây. Ờ, trong xương chắc đéo ai đâu. Người trốn mẹ đâu hết nhở. Trong này có không? Đéo có. Trong này chắc đéo có đâu nhỉ. Đi. Đi đâu hết nhỉ. Đây này. Người yêu em mà. Ê, check line hình, check line hình, check line hình. Check line hình đi.
Đây. Tích đi. Tích đi. Không. Em lấy gì? Đây. Đừng quá. Ai được nhỉ? À. Canada rồi. Không phải Canada. Lúc đó đông vãi. Có cao thủ. Quay, quay trốn đầu tiên. Ok, sao anh Tài lại vote được? À, anh Tài là gì vậy? Đạp phải xác. Đạp phải xác. Thảo anh không phải Canada đâu. Không phải Canada. Thế Echo rồi. Có chung này đông người lắm. Có khi Echo đấy. Là Echo. Ôi. Echo giết anh vợ rồi. Giết vợ anh. Không. Echo giết vợ. Là giết vợ rồi. Không. Echo giết vợ đúng không? Bạo lực gia đình. Giết nhau thì nó. Anh mà giết là anh giết em trước 500 ạ. Rồi đi cùng nhau không giết đâu, nhưng mà chui vào đám đông cái giết ngay. Ừ. Không. Đi riêng thì rộng lắm. Echo là gì? Ơ đi, tại sao có thằng khoai tây ở đây vậy? Không nói được. Hả? Không có ám sát. Không nói được. Là không nói được. La Hin đéo phải, La Hin check trắng mà. Là lúc đó ở đâu có ai nhỉ? Có đông lắm. Đây có rất là nhiều người. Hay là chứ hồi cút đao nhỉ? Ở đấy phải có tầm 8 người. Ui giời ơi, đi 8 người một lúc vậy. Mọi người đi cách này ra. Trời ơi, tự dưng đang 3 người đi với nhau, tự dưng ở đâu, ấp 5 người ấp đến thì biết làm sao được. Trời ơi, đang dắt Thảo Anh đi một vòng luôn đó. Gặp phát. Còn đéo thấy xác ở đâu luôn cơ. Không, nào thật. Khoan, từ từ. 8 người ở đấy còn chưa nhìn thấy ai luôn đó. Khoan từ nhá. Cái gì cơ? Echo nhá, là bình thường là thản chết là ôi vợ tôi chết rồi. Mẹ đi luôn. Đúng rồi. Mày bình thản đi. Đúng rồi. Đúng cái gì mà đúng? Sao? Tại cô sẽ kiểu trời ơi, ai giết vợ của tôi rồi, trời ơi. Đấy. Cô này như thế. Làm như thế lại kêu là vịt. Không phải. Không bao giờ không làm nữa cũng kêu là vịt. Tại vì quả này là ông già định giết người khác nhưng mà viết nhầm. Đúng rồi. Ờ xong đẹp thấy em hối lỗi quá. Mục đích là không giết vợ nhưng mà lại giết nhầm cho nên là. Đúng rồi. Không. Nên là vô rồi anh xuống chung với ba anh đi. Đúng rồi, sống chết có nhau đi. Không được. Sống chết có nhau. Gia đình hạnh phúc. Xuống giải quyết đi anh. Gia đình hai anh vợ hạnh phúc. Ok, vốt thật cơ mà. Không, cháu bỏ qua nha. Ai vốt đâu. Thôi thế bây giờ kiếm vợ mới thôi. Không được. Mình bước thêm một bước chứ, bây giờ vợ đi rồi, bây giờ phải kiếm thêm một bước chứ. Mẹ dạo này không thấy bạn khoai tây gọi tôi nhỉ, bạn khoai tây dạo này trốn đâu ấy. Đây, yên chết cụ rồi. Trai ơi, đi. Ai mới được không? Ê, đi mẹ. Mới thấy thằng Buddy lẻ rồi đấy anh. Buddy á, giết mẹ Buddy đi. Mẹ ông Buddy lồn nè. Buddy rồi. Giết mẹ Buddy. Đấy. Chạy đâu con sâu nè. Mà chạy đâu? Ê! Ô. À, lại ông già nhá, ông già bị chém lộ thế. Hóa là Buddy đâu Tú à? Hóa ra là ông già thật. Ôi giời, ông già. Không phải gì, ông già tự nhiên. Bọn tôi đang đuổi theo Buddy, sao tự nhiên thấy ông già cú xuống, mất tiêu Buddy luôn. Em hỏi Buddy là anh đạp xác hay là anh báo? Anh bị đạp xác mà. Anh đi với ai? Anh đi với Tú, với Tuấn nè. Tuấn Tú. Tô Tùng. Tại vì Buddy là Canada. Nhưng mà bây giờ anh báo. Không phải GK nhá. GK rồi. Nhưng mà Canada không phải. Không, chả lẽ bây giờ có hai con Canada tôi. Tại vì Thảo Anh tôi cũng báo mà. Thì tôi phải đạp xác chứ. Nhưng mà quả đấy rõ ràng là thấy Echo chạy lên xong rồi mất Buddy luôn. Buddy bay màu. Echo nhưng mà mình phải nhớ lúc nãy là Echo à, người nổi tiếng chết rồi. Anh người nổi tiếng á? Em biết người nổi tiếng là ai đấy? Rất tiếc cho anh. Em mới là người nổi tiếng. Người nổi tiếng chết rồi, vote Echo đi. Cho ông già không được lấy vợ thêm. Bây giờ chỉ có một vợ thôi, chết đi, chết cùng vợ đi, đừng lấy vợ nữa.
Người nổi tiếng chết rồi giống nhá. Người nổi tiếng chết rồi giống nhá. Kì cơ. Anh à. Ôi con cao thủ này. Anh không biết nữa. Anh Tài ba vợ rồi. Hỏi là không tin bốn anh yêu được bốn người, vẫn còn sống một chỗ. Ok. Ô thế hai chỗ trước đó của ai ấy chị? Ừ, của ai? À một lên. Một chỗ của Han Sohi. Hồi trước anh chỉ có nhờ em mà anh thoát được kiếp nạn đấy thôi. Ui, kiếp nạn là sao? Nãy em không nói là em sau lưng anh mà mọi người kêu anh giết Canada rồi đấy. Không, nhưng mà quả đấy là ông già, anh thấy tận mắt ông già giết mà. Với cả anh đi với Tuấn với Sunboy mà làm sao mà lộ được đúng không Tuấn? Tuấn Tú. Đúng rồi anh. Đứng kia. Đứng kia, đây đứng kia chỗ này, đứng kia. Đứng kia 5 người này, đứng kia 5 người này. Tôi nghĩ ông Win, tôi nghĩ ông bà Tú ấy. Anh chém bà Tú. Không sao. Nhưng mà vừa đi từ trên xuống này. Phục. Sống chết có số. Ê, giết Tú đi. Đây. Anh chém tung nhá. Ê, bây giờ mọi người đứng đứng hết một chỗ xong anh chém. Ta chém đi, chém là chết đôi đấy. Anh có phải cảnh sát trưởng đâu. Con dao thì không chém được. Chém đi. Em chém được, đố anh chém luôn. Anh không phải cảnh sát trưởng nên anh không sợ chết đâu. Rồi, có hiện rồi. Ok, đi thôi. Mọi người nhớ nhá, em có dao đấy. Dao mẹ đi mình. Ê, bây giờ thử random không mày? Bây giờ anh chém một người xong mày thì chém một người nữa xem có phải gì không? Ok là chém hết đi đấy, chém đi. Anh chém đi. Mình giảm xác suất đi. Em có chức năng, không có chém được. Anh chém đi. Chém anh chém em luôn này, đây em đứng cho em chém. Nhưng mà mày là gì sao mày lại một tha thiết chết thế? Em là Dada, anh chém em được. Trời ơi, con Dada ngốc nghếch này. Hay là vịt nhờ? Anh thử chém vịt nhá. Chém em đi đây, đứng yên này. Chém đi anh. Từ từ, em nhanh. Chém ai bây giờ nhỉ? Ngửa tay quá. Em lặng lại chém mây mây đi. Mây mây nhá, mây mây là kẻ báo thù mà. Sao tay ở đây, chém. Đây đây, anh biết đối thủ rồi, anh biết kinh thù rồi. Đúng rồi chứ. Không phá vi không, mổ xác đi. Cảm đi. Anh linh cảm lắm, anh linh cảm một cái điều gì đấy ở trong Windy. Windy, là tao đi. Windy. Anh kìa, hai cái con người này. Windy là gì? Tăng hình, tăng hình, tăng hình. Windy là tăng hình. Anh Tài chém đúng ạ? Đấy, linh cảm của anh không bao giờ sai đâu. Ôi. Mệt hai con người kia nhá. Hai con người kia đi chiếm chuột nhau thì được nghe. Ủa anh tìm được hai con vịt rồi đấy, con vịt cuối cùng là ai khai đi để anh tìm được ba con vịt nào. Sun Boy này. Ai chiếm chuột đấy à đớ? Ai chiếm chuột đấy? Cái gì? Thì còn hai nữa chị. Cái gì? Cái cặp chiếm chuột nào đấy? Con Tú ờ, đấy. Đó. Cái Tú này chiếm chuột trong đấy. Chiếm chuột gì? Hai người đang nói chuyện. Sai rồi. Hai đứa nó mới chọn. Tại ông nào đổ tôi đây. Đây, linh cảm của tôi không bao giờ sai đâu anh em ạ. Ê thì Win là tàng hình rồi đúng không? Cái ông Tú chết rồi. Ông Tú thiên thần như là con vịt tiếp theo đấy mọi người. Tú thiên thần. Tú thiên thần là ai? Tân thiên thù. Ừ, im mà, nãy giờ im lặng lắm. Phan Anh Tú ấy có cái vòng trên đầu ấy. Có cái gì? Ông đi. Anh sát trưởng đâu ấy nhở, ra làm việc ấy nhá, anh phế đấy. Có khi nào anh đi cây vậy? Gì cái phách rồi. Không, Tú kháng rồi. Không ai ok với lại chị Su với lại anh Ahin đâu nhá. Có pháp y mà. Ôi em gì. Đi ra đi. Đi ra chỗ khác đi. Trời ơi, người ta không có chuyện. Thì người ta đang đứng ở đây thực sự, chúng mày ở đâu chứ mà. Ờ, nước tăng hình. Cao thủ. Còn gián điệp thôi. Gián điệp ơi, gián điệp em ở đâu. Nó thế là chị Sam rồi đấy. Em là gì đấy? Em là em có dao rồi anh không tin này. Em là gì cơ? Là có dao. Ơ kìa. Là pháp y hay là kẻ báo thù? Pháp y. Trời ơi vừa báo là Win là tàng hình rồi đấy.
Ủa anh tưởng là Tú chứ. Ba mình lấy nè, ba mình lấy nè. Tú là ai? Anh Tài ạ. Mẹ đã khám như thế rồi, mình tạo tin. Nhưng mà Tú là gì? Ô, oh, reset rồi, reset rồi, reset su rồi. Làm được su rồi này. Chết mẹ. Làm được su rồi. Đi chơi su đi, làm nhiệm vụ thôi. Đừng tìm vịt nữa, đi ăn nhiệm vụ đi. Khi nào mình chơi lại PSA? Chắc mai. Sao anh em cứ muốn tôi chơi nhiều GTA ấy nhỉ? Bọn mi. Ủa? Hết slot rồi. Ủa? Đi su ở đâu? Hả? Ok, let's go. Đi, cây su. Tao phải đi tìm Lani mà. Ê, con vịt cuối là ai ta? Ok. Ôi, tầm này tôi phải đi lẻ. Tôi lấy bằng chứng đấy. Tú bây giờ lại không đi tìm mình cơ. Tú ở đâu nhỉ? Ấy, cứ ra su thôi, phê thật. Đúng là cái khoảnh khắc lúc đó. Em đi làm nhiệm vụ với anh Tài này. Sao? Ừ, có mỗi pha anh Tú với lẻ kìa. Ôi, giết anh pha anh Tú ra xong rồi. Anh gãy súng rồi. Ừ, bây giờ còn mỗi pha anh Tú thôi. Đi chém xem sao bữa nay ở đâu vịt. Chua vô phanh Tú cũng được. Đây là chua. Đi dùng chua vô phanh. Cái địt. Đây là tuần nhỏ đi. Phải đi mò. À. Nó thích phải hiểu chứ. Không bị lát không nghe được. Có thể thắng bằng nhiệm vụ ấy, bởi vì vịt nó cũng không biết được. Bây giờ phải đi làm nhiệm vụ thôi, tại vì fan anh Tú kia hoặc là Dada hoặc là vịt rồi. Đúng rồi, giết đi. Bây giờ không còn dao nữa rồi. Cảnh sát trưởng đâu? Làm nhiệm vụ thôi. Dada thắng hoặc là đi làm nhiệm vụ thôi. Chết. Bây giờ làm nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ đi. Nhưng mà cảnh sát trưởng thôi, bắn đi. Cảnh sát trưởng có khi là Eric. Thì là Eric cũng nghe này. Thôi. Mọi người mạnh anh ấy làm đi nhá. Eric ESK rồi. Mọi người mạnh anh ấy làm nhá. Gặp sát thì báo luôn. Chẳng có em á. Mày có chơi không đấy? Là vì tới mọi người thế luôn. Mày chơi GTA SAP PS nào? Trời ơi. Trời. Thì đang nghi như thế chứ bây giờ sao tin không? Không phải Tuấn đâu. Thì phải ô phan anh Tú hoặc là Tuấn bạn hiểu chứ mà không. Không nhưng Tuấn không phải. Không hiểu á. Thế là Tuấn rồi. Thế là ông Tuấn rồi. Không phải ông Tuấn đâu. Không biết. Cháu biết là sao không? Anh Tú giết người đi, tôi không nhìn thấy để gì em đâu. Để em nhìn thấy gì đâu. Em đi lẻ. Em chết cái với ai nhá. Và Tú ơi, tôi không thấy gì đâu Tú ơi. Tú giết đi Tú. Phan Anh Tú giết người đi, Phan Anh Tú ơi. Phan rồi, ai đây anh Tài đây? Tết gì hả? Anh Tài bây giờ... Cái gì cơ? Ủa? Đang mất điện, mọi người đi tự tin đi. Anh Tài ơi, thật ra em làm việc đấy cho em chém anh một cái. Ôi, mày chém người khác đi, anh không thấy gì đâu. Chém đi, anh không nhìn thấy gì đâu. Ha! Nuốt đi. Nuốt là gì này? Chân boy này, ăn được ngay đi, đã không thấy gì.
Đâu, người ta có tầm nhìn mà. Tầm nhìn hơn mình à? Tầm nhìn của mình là một con bị tắt điện. Cái gì? Đừng giả vờ. Anh không ngờ Su là người như thế luôn đấy Su ạ. Trời ơi, con sao Su ạ? Trời ơi, con bồn ông này. Ở kìa, sao nhặt hình chuông làm gì em? Đã, em phải để đấy, hiểu không? Cho ông nào đi xuống là nuốt luôn là thắng rồi. Trời ơi, em cố tình đúng không? Đàn này đã nói. Bây giờ anh bảo nhá. Bây giờ nhá, anh bảo bây giờ đợi tí đi, hồi con đa xong em ấn vào cái này là nuốt được luôn. Chị ra phòng rung chuông ấy. Ừ, dình ở phòng rung chuông ấy. Ờ kìa. Dình phòng rung chuông, ông nào vào là nuốt luôn. Đừng có cho cơ hội gọi là nghi ngờ gì cả. Có bao không, giờ thực ra bây giờ lộ rồi. Lúc nãy không, lúc nãy ông Lahin thấy tôi đi với bà rồi. Bây giờ tôi chết rồi thì bà cũng vô thôi. Đúng rồi, bà nuốt Lahin vào đi. Lahin xin lọ. Lahin xin lọ rồi. Hãy chịu. Thế thôi đi nuốt, còn lại còn gì nữa nuốt ông Tuấn đi. Cần không đi. Nhặt chuông xong rồi à. Không. Không nhặt chuông là vịt thắng đúng không? Vẫn còn một con vịt mà đúng không? Vẫn còn phải đi xuống mà. Phải nhặt chuông chứ, nhặt chuông để trong. Còn slot không anh Tài, hết full rồi em ạ. Rồi bây giờ Phan anh tụi ra chém và Phan ra vui này. Đi nuốt đi, tầm này không ai để ý đâu. Ui rồi thôi của đỡ. Mọi người xuống giết người. Rồi, xong, con bồ câu. Á, ô thắng chưa chú? Ơ kìa, ô là sao? Xong kìa. Ơ, có ông nào ao à? Em đã 4 lông xong, đi nuốt người. Em đi nuốt 4 mạng đi. Ồ, tự nhiên xong nhiệm vụ cơ. Còn một slot hay sao anh em ơi, anh em vào không? Anh thấy em toàn chạy đi.